Vy, đứng lại. Kỷ luật là sức mạnh của tập thể. Học sinh gì mà ăn dụng, chơi ca gu, quay bài. Lớp trưởng thì không có làm gương, lớp thì toàn là trai xinh gái đẹp, thì nhân cách cũng phải đẹp. Bởi vậy hôm nay lớp trưởng vi phạm nên cả lớp sẽ bị phạt. Kể từ giờ trở đi, cá nhân nào mà vi phạm thì sẽ mời phụ cho ông Đức biết tay để mà xem sang hôm sau ông ta có còn kêu căng không. Anh em tay là cứ cầm sẵn iPhone để quay lại lúc ông ta tức giận lên tăng sâu. Đúng là mấy đứa ca việc này chúng nó đúng là khá thiệt, nhất quý nhì ba thứ ba hàng tuần là chúng nó sẽ lại túm cầm bàn kế để treo mình tức giận. Mà đâu có biết mình theo dõi chúng âm thầm là ai đã phá hư mấy thầy, bao nhiêu dữ liệu quan trọng giờ đã thành ra như thế này, phải làm sao đây trời ơi. Đây là món quà của một người thân thầy hết mức kính trọng, đâu phải cứ phá phách đồ đạc của thầy là hay. Là vì đó thầy ơi, em thấy lúc giờ chơi là vì đã lèn lên để quay phá trên bàn giáo viên. Nhưng tao có làm đâu, dù tao có làm sao cũng chẳng bao giờ phá phá đụng đến đồ đặc tiền. Em hết đi. Tự nhiên cả lớp phải dọn vệ sinh, chỉ tại con kia vu không tao linh tinh. Mình qua tìm nó hỏi chuyện xem sao, chuyện này nó tới số với tao. Ok. Là tao làm ta mày thích thì làm sao nè, mày cứ lúc nào cũng đáng ghét nên tao ngứa mắt mày từ lâu rồi. Vậy là mày muốn lên đầu tao ngồi. Ừ thế đấy, tao đã nói rồi, mày mà thích thì mày cứ nhích để xem rồi đứa nào thành trò cười. Này thì nhích này. Ừ tao thích rồi sao? Tao đâu có làm gì mày mà cứ thích chơi xấu tao. Mà mày thích vậy đó, tao cũng chẳng sợ mày đâu nha. Dữ vậy sao con kia? Vậy bà sẽ cho mày xô nước. Ô kì sao mà tim mình lại run rin, sao giờ đây bóng lưng thầy ngay trước mắt trông thật lung linh. Hay là mình bị điên mà sao tâm tình ngang nguyên, sao tay cứ ù ù, hay là I love with you. Thì ra mọi thứ xảy ra là do chính em bày trò, còn đổ tội cho người khác như thế thì đâu có chi hay ho. Nếu như tôi không vô tình nghe được câu chuyện từ góc bên kia thì chắc có lẽ tôi đã hiểu sai về vì tới tận bây giờ. Thầy ơi quần áo thầy ưu khờ rồi, cứ như thế là ôm mất thôi. Để em đưa khăn bông em mang theo đây thầy lau tạm nha. Thầy không sao đâu em cứ yên tâm, xin lỗi em vì đã hiểu lầm, nhưng dù sao thầy cũng cảm ơn vì tự dưng con bé này trông cũng xinh, tự dưng cảm thấy trái tim của mình cũng rung rinh. Hay là mình bị điên mà sao tâm tình ngang nghiêng, sao tay cứ ù ù, hay là I love with you. Bird why, bird why, bird why, bird why, bird why, bird why. Không lẽ tôi đã vô tình nõm tương tư dành cho người này. Gửi lời cảm ơn tới bà đạo diễn Nhí Hồng Trang nha bé, vì em đã ăn ngủ cùng đoàn phim bé.
Together để có thể là bà Giang sẽ có động lực để quay thêm nhiều MV nữa cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả.